Xin chào quý vị và các bạn. Sáng ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đến sân bay quốc tế Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bắt đầu cho chuỗi sự kiện tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 9. Đón Thủ tướng tại sân bay, mặc cho trời mưa, hàng chục các em gái xinh đẹp dân tộc Choang mặc trang phục truyền thống ướt hết cả người, nhưng miệng cười hết cỡ, vẫn đứng ca hát nhảy múa nhiệt tình khí thế theo tiếng trống giòn giã chào đón. Ngoài được gái xinh chào đón ở sân bay, thì về đến khách sạn, Thủ tướng cũng được Trung Quốc đón tiếp nồng cháy bằng những câu hát, điệu nhạc đầy ấn tượng của các em gái dân tộc Choang xinh tươi. Năm nay Trung Quốc tung chiêu gái đẹp, tổ chức đón các đoàn ASEAN đến dự hội nghị bằng màn diễn văn nghệ ca hát hoan hỉ để chào đón các đoàn, cũng như giới thiệu văn hóa truyền thống, làm cho Thủ tướng cùng hòa nhịp theo. Trong chuyến công du lần này tới Trung Quốc, bên lề sự kiện chính, đáng chú ý khi ông đã gặp lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc. Hai tập đoàn lớn này đã ngỏ ý rất muốn đầu tư vào các dự án đường sắt lớn của Việt Nam, trong đó muốn đẩy nhanh tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai Hà Nội Hải Phòng dài khoảng 388 km, điện khí hóa tốc độ 160 km/h, khổ ray 1,435 mm. Với Lào thì Trung Quốc đã xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Trung dài 422 km, tốc độ 160 km/h, hiện đang được thương nhân Thái Lan tận dụng tuyến đường sắt này hết công suất, quá cảnh trên đất Lào để xuất hàng sang Trung Quốc. Còn tại Indonesia thì cùng chính công nghệ Trung Quốc đã xây dựng đường sắt cao tốc chở khách dài 142,3 km với tốc độ 350 km/h. Đây là hình ảnh tàu cao tốc của Indo chạy thử rất thành công và cũng sắp đưa vào khai thác vào ngày 1 tháng 10 tới. Đó là hai tuyến đường sắt có tốc độ cao nhất và nhì của Đông Nam Á, đều do công nghệ và chi phí của Trung Quốc tài trợ và xây dựng. Vì vậy riêng với tuyến đường sắt liên kết vùng để nối thông với Trung Quốc, Lào Cai Hà Nội Hải Phòng tốc độ 160 km/h thì có nên học hỏi Lào hay Indonesia để cho các tập đoàn đường sắt Trung Quốc xây dựng. Đây là tập đoàn đã xây dựng hai tuyến đường sắt trên. Đồng thời tập đoàn này cũng chính là tổng thầu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Như đã biết thì sáng kiến hai hành lang, một vành đai được hai bên thề thốt từ năm 2004. Nhằm hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch. Cụ thể, hai hành lang kinh tế bao gồm: thứ nhất là hành lang kinh tế Côn Minh Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, Quảng Ninh; thứ hai là hành lang kinh tế Nam Ninh Lạng Sơn Hà Nội Hải Phòng, Quảng Ninh. Còn một vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc bao gồm Hải Phòng và Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Hải Nam và khu tự trị dân tộc Choang thuộc Quảng Tây của Trung Quốc. Tuy nhiên, những căng thẳng ở Biển Đông cùng với các lo ngại về vốn và kỹ thuật của Trung Quốc đã làm đình trệ việc triển khai các dự án này chưa được nhanh chóng thành hình như kỳ vọng. Với sáng kiến hai hành lang và một vành đai, thì hai mắt xích quan trọng nhất là phải kết nối giao thương giữa hai nước hướng về các cửa khẩu, là phải mở rộng kết nối được đường bộ cao tốc và đường sắt cao tốc đồng bộ nhau khổ ray. Nói về phía Việt Nam, thì nhìn vào hệ thống cao tốc ở phía Bắc, thì đường bộ cao tốc chạy tới các cửa khẩu cơ bản tạm ổn, như Hà Nội Lạng Sơn, Hạ Long Móng Cái, Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và một số tuyến khác, tạo thành mạng lưới cao tốc chạy lên đến Lào Cai và Lạng Sơn, kết nối được mạng lưới đường bộ cao tốc của Trung Quốc. Nhưng về đường sắt kết nối với Trung Quốc qua hai hướng Tây Bắc và Đông Bắc, lần lượt tại ga Lào Cai và ga Đồng Đăng Lạng Sơn thì lại khác. Về phía Trung Quốc thì hai tuyến họ đã cải tạo thành khổ ray tiêu chuẩn, chỉ còn chờ tuyến Lào Cai còn lại của phía Việt Nam. Với tuyến thứ nhất kết nối ở Đông Bắc, tuyến Hà Nội Lạng Sơn đến bằng tường đi Nam Ninh Trung Quốc đã trở thành tuyến liên vận quốc tế thông suốt giữa hai quốc gia vì cùng khổ ray tiêu chuẩn. Tuyến này kết nối với miền Nam Trung Quốc và hiện đang khai thác tàu hàng từ Việt Nam đi thẳng tới Trung Quốc.
Trung Á và châu Âu. Còn tuyến thứ hai, Hải Phòng - Lào Cai nối ga Hà Khẩu Bắc để đi đến Côn Minh về phía Tây Nam Trung Quốc, thì lại chưa được đồng bộ khổ dây tiêu chuẩn 1,435mm nên chưa kết nối được. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng nằm trong số 4 tuyến quy hoạch được đề xuất xây mới, nằm ở phía bắc tuyến cũ khổ 1m đang hoạt động và sẽ giao cắt tại Hưng Yên. Và tuyến này luôn được Trung Quốc theo đuổi từ rất lâu. Khi lãnh đạo Việt Nam có dịp sang thăm, họ đều nhắc tới tuyến này vì tiến độ đồng bộ khổ dây tiêu chuẩn bên phía Việt Nam, kết nối đi Côn Minh với họ quá chậm. Bởi tuyến đường sắt Côn Minh - Hà Khẩu Bắc nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là một mắt xích quan trọng trong dự án hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Trung trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, hứa hẹn mang lại lợi ích rất to lớn cho Việt Nam khi giúp lưu thông hàng hóa giữa các địa phương mà tuyến đi qua, thúc đẩy giao thương Việt Nam-Trung Quốc. Ngoài ra sẽ liên vận hàng hóa Việt Nam mượn đường quá cảnh Trung Quốc để xuất khẩu sang các nước châu Âu. Tuyến này chạy xuyên thủ đô từ Hải Phòng - Lào Cai sang Côn Minh, sẽ giúp rút ngắn khoảng cách liên vận hàng hóa của Việt Nam qua các nước Tây Á và Nam Á, hay tới vùng phía nam nước Nga so với hiện nay phải đi từ ga Đồng Đăng - Lạng Sơn, rồi đi vòng lên phía Tây Trung Quốc mới sang các khu vực đó. Còn về phía Trung Quốc, tuyến Hải Phòng - Lào Cai đem lại lợi ích rất lớn cho họ, bởi nó giúp cho toàn bộ hàng hóa phía Tây và Tây Nam Trung Quốc, như Tứ Xuyên hay Vân Nam, mượn đất Việt Nam vận chuyển được hàng hóa thẳng ra biển Thái Bình Dương gần nhất, thông qua cảng biển Lạch Huyện ở Hải Phòng. Vì phía Tây và Tây Nam Trung Quốc muốn tiếp cận cảng biển của họ như ở Quảng Tây hay Quảng Đông, sẽ phải đi quãng đường rất dài chưa kể đồi núi hiểm trở. Còn nếu muốn xuất cảng qua ngã Hồng Kông, Thâm Quyến, thì quãng đường phải đi gấp 3 lần so với cảng Lạch Huyện Hải Phòng. Thế nên rõ ràng toàn bộ vùng phía Tây và Tây Nam Trung Quốc muốn vận chuyển tới cảng nội địa ra biển Thái Bình Dương đến cảng Phòng Thành ở Quảng Tây sẽ không thuận lợi bằng vận chuyển theo tuyến Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Nên việc đầu tư tuyến đường sắt kết nối với cảng nước sâu Lạch Huyện nhiều khi không mang lại lợi ích tối đa cho Việt Nam, mà đem lại lợi ích cho nước bạn. Do đó cũng không khó hiểu khi Trung Quốc rất theo đuổi tuyến này. Khi từ năm 2015, trên cơ sở kết quả trao đổi trong các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước, chính phủ Trung Quốc đã cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại, trị giá 10 triệu nhân dân tệ tương đương 33,4 tỷ đồng, để khảo sát lập quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hải Phòng. Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư đến Trung Quốc, thì tuyên bố Trung đã hai lần nhắc đến Lào Cai liên quan đến việc nâng cấp đường sắt liên vận trên, cho thấy hai bên đã có những bước gần hơn cho việc hình thành tuyến. Và trong tháng 7 vừa qua thì Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ ưu tiên khởi công hai tuyến đường sắt kết nối cảng biển với tổng mức đầu tư lên đến 17 tỷ USD trước năm 2030, gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với cảng Lạch Huyện, chiều dài khoảng 380 km, vận tải hành khách và hàng hóa, tổng mức đầu tư khoảng 10 đến 11 tỷ USD. Và tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải, chiều dài khoảng 128 km, tổng mức đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD. Tới chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, trong chương trình công tác tại Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc. Ông hoan nghênh sự quan tâm của tập đoàn này khi muốn tham gia vào dự án và đề nghị ngay sau cuộc tiếp cần trao đổi cụ thể về khả năng triển khai dự án trong thiết kế, thu xếp nguồn vốn, thi công, quản lý, theo hình thức phù hợp nhất, có lợi nhất cho hai bên. Tinh thần là bảo đảm tiến độ và chất lượng, đã hứa phải làm, đã cam kết phải thực hiện, yêu cầu hai bên nhanh chóng làm việc có hiệu quả cụ thể, không để lãng phí thời gian. Tất nhiên khi nghe Trung Quốc đầu tư hay xây dựng ở Việt Nam, thì nhiều người tỏ ra lo sợ, bởi họ đã nhìn thấy nhiều dự án lớn mà Trung Quốc để lại hậu quả nặng nề trong quá khứ, có số vốn lớn nhưng không bao giờ được về đích, đã gây ám ảnh về các dự án Trung Quốc xây dựng ở Việt Nam. Ngoài ra, người dân còn ngại về vấn đề an ninh quốc gia khi tuyến xuyên qua thủ đô và tính độc quyền công nghệ, rồi Trung Quốc luôn muốn mở rộng ảnh hưởng của mình ở Đông Nam Á. Nếu Trung Quốc nắm giữ công nghệ đường sắt đó của Việt Nam, thì Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kỹ thuật và kinh tế. Họ có thể sử dụng công nghệ này để giám sát hoặc kiểm soát hệ thống đường sắt của Việt Nam. Đặc biệt trong trường hợp xảy ra tranh chấp Biển Đông giữa hai nước, Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ này để gây sức ép đến Việt Nam. Ví dụ, Trung Quốc có thể ngừng cung cấp phụ kiện và thiết bị, khiến hệ thống đường sắt của tuyến bị tê liệt. Đó là những lo ngại cũng có cơ sở, nhưng gần nhất thì tuyến Cát Linh - Hà Đông
cũng do Trung Quốc xây dựng, có đội vốn và có chậm tiến độ. Điều đáng mừng, nó đã hoạt động đem lại hiệu quả, thêm niềm hy vọng Trung Quốc đã cải thiện hình ảnh. Rồi hai tuyến đường sắt tốc độ cao ở Đông Nam Á do Trung Quốc xây dựng, cũng thúc đẩy mối quan tâm về đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Ai cũng biết trình độ công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc trên thế giới, thì không phải bàn, khủng nhất nhì thế giới. Việt Nam nằm sát với Trung Quốc, có nhiều lợi thế để hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt. Thực ra tuyến đường sắt nối thông hai nước đã có từ thời Pháp để lại, đã sử dụng trong thời gian. Nhưng vì điều kiện eo hẹp nên Việt Nam vẫn chưa nâng cấp lên khổ tiêu chuẩn, chỉ mới kết nối được tuyến Hà Nội Đồng Đăng sang Nam Ninh. Tuy nhiên, có những lo ngại quá mức như sợ mắc nợ, sợ kiểm soát đã khiến Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tiếp cận công nghệ đường sắt với Trung Quốc. Làm chậm liên vận hàng hóa sang Trung Quốc và đi quốc tế, sẽ mất đi lợi ích to lớn. Việt Nam cần có cách tiếp cận hợp lý hơn trong việc hợp tác với Trung Quốc, để tăng cường hợp tác và thúc đẩy kinh tế hay nâng cao năng lực, mà không nên bài trừ quá mức. Việt Nam có thể chọn họ đầu tư ở một số lĩnh vực mà họ không phải độc quyền và có thể thay thế được ở các nước khác. Điều này sẽ giúp Việt Nam không chỉ giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào Trung Quốc. Ví dụ, Việt Nam có thể hợp tác với Trung Quốc để xây dựng các tuyến đường sắt ngắn kết nối vùng, hoặc để nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có. Những dự án này không đòi hỏi công nghệ cao, và Việt Nam có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ Trung Quốc. Đồng thời, học hỏi sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất cơ khí về đường sắt và có điều kiện phát triển hơn trong tương lai lên tốc độ cao hơn. Điều này sẽ giúp Việt Nam giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc về phụ kiện và thiết bị đường sắt. Do đó, nếu tuyến đường sắt có tốc độ lớn, công nghệ đường sắt của Việt Nam không đáp ứng được, sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn. Nhưng tuyến Lào Cai Hải Phòng, chỉ với tốc độ 160 km/h, dài 380 km, thì năng lực trong nước hiện đáp ứng được sản xuất đầu máy toa xe hay các phụ kiện khác, và cùng hợp tác với họ vô tư không việc gì phải lo xa, nên không còn sợ tính độc quyền hay sợ phụ thuộc hoàn toàn. Và tuyến đường sắt này cũng chỉ kết nối vùng, không phải là tuyến đường sắt quốc gia, không phải tốc độ quá cao. Rồi hiện nay thì mối quan hệ giữa hai nước tốt đẹp, rồi lợi ích kinh tế dự án mang lại cho hai nước, nên Trung Quốc sẽ là đối tác tiềm năng cho dự án này cũng sẽ cao hơn. Từ đó Việt Nam có thể tận dụng từ nguồn vốn ưu đãi của Trung Quốc để đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt tốc độ này. Việc hợp tác này sẽ giúp Việt Nam mở rộng mạng lưới giao thương quốc tế bằng đường sắt đi Âu nhanh chóng, giúp giảm tải cho tuyến liên vận Hà Nội Đồng Đăng, đồng thời tiếp cận công nghệ mới và nâng cao năng lực công nghệ đường sắt trong nước phát triển.